Gia đình không chấp nhận. Gia đình bạn đó hay là gia đình em? Gia đình bạn đó. Cái thời gian quen được lâu không? 5 năm. 5 năm trời. Rồi sau đó là không chấp nhận mà tụi em phải chia tay. Dạ không, vậy? Lúc đầu quen á là chấp nhận, nhưng mà thời gian sau á không chấp nhận nữa. Nói là quen gái miền Tây ăn chơi. Cho nên là cũng đấu tranh nhiều lắm nhưng mà không được. Cho nên em quyết định dừng lại. Rồi, và 3 năm là em khép trái tim lại, không cũng có tìm hiểu nữa. Nhưng mà cảm thấy nó không hợp. Rồi, một chút cái gọi là ký ức thôi. Bây giờ mình bỏ hết đi ha. Mình bắt đầu đến với hiện tại. Em gái đang tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m65 trở lên. Có người đừng có mập quá. Vừa người. Tóc thì thối như anh Viện Linh được rồi. Thối như anh hả? Là không được hói hay là sao? Ít hói, quá hói cỡ anh Viện Linh là được. Ít quá. Hói cỡ anh Linh thôi hả? Dạ. Hey, nghe. Em dạ. Trời, em gái dễ thương. Anh thấy là người gái mà thích hói là anh khoái rồi đó. Còn hói gì cài người ta. Hói cỡ anh thôi, tức là không thích. Không, tại vì hiện tại bây giờ hói cũng cấy tóc được. Đúng mấy rồi, hồi xưa. Chính xác. Hói hơn anh chút được không? Hả? Hả? Thì cấy đi. Ừ, hói không quan trọng. Quan trọng là tình yêu thương thôi, đúng không? Dạ. Vỗ tay cho em. Tôi nghe khoái hói thì tôi khoái liền á. Tôi chịu luôn rồi đó. Nói chung là đàn gái dễ thương quá. Trời ơi, đàn gái số 1 luôn rồi, xong. Trời đất ơi, gì vậy? Mắc cười quá à. Bên tôi đây thấy... ta chưa có nói một cái điều gì hết trơn. Trời ơi, khoái đàn gái rồi đó, tôi chịu rồi đó. Để chị coi đàn trai. Coi đàn trai đi. Nói chung là hơi hói hói chút thôi. Coi như là ông đụng đến cái nỗi đau của ông gái là người nào mà đồng cảm là ông ưng liền. Không đúng rồi. Em chào chị. Lý do tại sao mà mình trẻ như vậy mà mình lại như vậy? À dạ, do là hồi năm 2 đại học thì em lên Sài Gòn học và em bắt đầu rụng tóc từ khi đó tới giờ, và cũng đi khám và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng mà không cải thiện được. Rồi, thôi đi em trai. Dạ chào anh. Mời giờ gái giới thiệu về mình. Dạ, nói về mình đi. Chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Chào các vị khán giả. Em tên là Trần Thị Thu Thảo, năm nay em 27 tuổi. Quê em ở Trà Vinh, hiện tại em đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Em làm ngành gì? Em làm nhân viên văn phòng ạ. Ở quận mấy Thảo? Dạ, em đang làm ở Bình Dương anh. Ở Bình Dương hả? Rồi em trai. À, dạ, lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn gái bên cạnh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Nam, năm nay em 31 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang ạ. Ở Kiên Giang làm gì? Dạ, hiện tại em đang làm bên BIDV chi nhánh Kiên Giang. À, dạ. À. Rồi bây giờ em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em thích nấu ăn, em vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, nhưng mà tại đông người quá nên em run, chứ bình thường mà gà đúng đài thì em nói dữ lắm. Nói dữ lắm hả? Rồi cái điểm yếu của em? Điểm yếu của em thì em hay dễ xúc động, với lại hay run trước mọi người lắm. Rồi em có cái tật xấu gì không? Ví dụ như là hay ghen tuông hay là hay có, nóng em, tính? Có, em hay ghen, ghen dữ lắm, mà nóng tính nữa. Vậy hả? Vừa nhưng nóng tính mà lại ghen. Mà bây giờ cũng bớt ghen. Vậy hả? Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là sống thật lòng và chân thành. Còn khuyết điểm của em là đôi khi hay quên và cũng hay nóng tính chút xíu. Em nóng tính hả? Thấy mặt em đâu nóng tính mức nhờ. Nóng nhất là em làm gì? Dạ, nóng quá thì em xách xe em chạy một vòng hóng gió cho nó mát lại, nó nguội lại về. Cũng không sao. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, từ trước tới giờ em trải qua 3 mối tình rồi ạ. Dạ, mối tình gần đây nhất thì kéo dài 2 năm, ngưng được khoảng 1 năm rồi. Tại sao chia tay? Thì lý do bọn em chia tay đó là cái phong cách sống của hai bên gia đình chưa được hợp lắm. Dạ. Chưa được hợp có nghĩa là tụi em chưa có tình yêu, chưa đủ lớn. Còn nếu tình yêu lớn thì thật sự cái đó vượt qua hết. Dạ. Rồi, mời đàn gái. Em có mấy dạ, mối tình? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là ở quê, sau đó em lên học ở trên đây. Và mối tình thứ hai là cách đây là 3 năm. Tại sao lại chia tay? Tại vì do là gia đình không chấp nhận. Gia đình bạn đó hay là gia đình em? Gia đình bạn đó. Cái thời gian quen được lâu không? 5 năm. 5 năm trời. Rồi sau đó là không chấp nhận mà tụi em phải chia tay. Dạ không, vậy? Lúc đầu quen á là chấp nhận, nhưng mà thời gian sau á không chấp nhận nữa. Nói là quen gái miền Tây ăn chơi. Cho nên là cũng đấu tranh nhiều lắm nhưng mà không được. Cho nên em quyết định dừng lại. Rồi, và 3 năm là em khép
trái tim lại, không cũng có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy nó không hợp. Rồi một chút cái gọi là ký ức thôi, bây giờ mình bỏ hết đi ha, mình bắt đầu đến với hiện tại. Em gái đang tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m65 trở lên. Có người đừng có mập quá. Vừa người. Tóc thì thối như anh Viện Linh được rồi. Thối như anh hả? Là không được hói hay là sao? Ít quá. Hói của anh Viện Linh là được. Ít quá. Hói của anh Linh thôi hả? Dạ. Em dạ. Chào em gái dễ thương. Anh thấy là người gái mà thích hói là anh khoái rồi đó. Còn hói gì cài người ta? Hói cỡ anh thôi, tức là không thích hói. Không, tại vì hiện tại bây giờ hói cũng cấy tóc được. Đúng mấy rồi, xưa. Chính xác. Hói hơn anh chút được không? Hả? Hả? Thì cấy đi. Ừ, hói không quan trọng. Quan trọng là tình yêu thương thôi đúng không? Dạ. Vỗ tay cho em. Tôi nghe khoái hói thì tôi khoái liền á. Tôi chịu luôn rồi đó. Nói chung là đàn gái dễ thương quá. Trời ơi, đàn gái số 1 luôn rồi, xong. Trời đất ơi, gì vậy? Mắc cười quá à. Bên đây ta chưa có nói một cái điều gì hết trơn trời. Tôi khoái đàn gái rồi đó, tôi chịu rồi đó. Để chị coi đàn trai. Coi đàn trai đi. Nói chung là hơi hói hói chút thôi. Có như là ông đụng đến cái nỗi đau của ông gái là người nào mà đồng cảm là ông ưng liền. Đúng rồi. Chào chị. Lý do tại sao mà mình trẻ như vậy mà mình lại như vậy? À dạ, do là hồi năm 2 đại học thì em lên Sài Gòn học và em bắt đầu rụng tóc từ khi đó tới giờ, và cũng đi khám và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng mà không cải thiện được. Ừ. Cho nên em chán em bỏ luôn. Rồi cái chị hỏi nè, cái hình mẫu của em á, em mong muốn bạn gái của mình như thế nào? Dạ, cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Khi một người con mà đã có hiếu thảo với cha mẹ rồi á thì những cái việc khác bạn ấy sẽ ổn. Điều này đừng có lo, bất kỳ ai cũng hiếu thảo với cha mẹ hết trơn á. Tức là cái người đó em không cần biết đến ngoại hình luôn, đúng không? À, ngoại hình thì đối với em khoảng chừng 1m55 cũng được rồi ạ. Em có 1m49 được mà anh. 40 cũng được đi em. Cái đó thì giống như kiểu là cái điều mà mình mong muốn thôi. Còn khi mà thực tế như thế nào á thì có thể mình thay đổi được mà em. Thay đổi được mà em đúng không? Em hình dung cái bạn bên đây sao? Anh bao luôn, xinh đẹp vô cùng. Đó, chạy em đó, thì bạn gái thì ở miền Tây. Thì con gái miền Tây thường là dễ thương. Trời, gái miền Tây dễ thương số 1 luôn. Tôi thấy tình hình vậy thôi, để hỏi gia đình đi. Cái ông này ông nôn nao quá rồi. Bây giờ là em đi với ai ạ? Dạ, hôm nay em đến với chương trình, em đi cùng với lại anh em đồng nghiệp của em ạ. Rồi, anh em đồng nghiệp ơi. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Em chào anh. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. À, xin chào chị Hồng Vân. Nam ơi, theo anh thì nhận xét về bạn gái này rất là hiền lành, rất là chân thành. Và cũng cái đồng cảm là gì? Anh với chị á là cũng là Kiên Giang và Bến Tre. Còn em á, nếu sau này á thì Kiên Giang và Trà Vinh. Thì hiện tại đó thì cái khoảng cách về cái không gian á, cái quãng đường á nó đã được rút ngắn lại, chúng ta đã có cầu. Và em cũng biết lái xe nữa, cho nên là anh nghĩ rằng vấn đề đó không có thành vấn đề. Cái quan trọng là chúng ta muốn á thì chúng ta tìm giải pháp, còn chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ tìm lý do. Anh nghĩ là em nên bấm nút và sẽ chọn và sẽ tìm cho mình một cái người để mà tìm hiểu và để mà là có thể là sau này sẽ trở thành người vợ. Hay quá. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Em đi với anh. Dạ, em đi với lại cha mẹ Dượng và hai người bạn. Cả cha cả mẹ cả Dượng. Ba rồi. Mẹ em ở quê mới lên. Ồ vậy đó hả? Xin chào anh Quyền Linh, chào Hồng Vân. Dạ chào. Mới chào Vinh lên luôn hả? Dạ chào Vinh lên hồi hôm. Rồi mình thấy con rể tương lai này tính tình sao, hợp lý không? Theo tôi thấy cũng là được để đó cho hai cháu tìm hiểu nhau. Nhưng mà nếu như mình hai đứa nó hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì mình có thể cho đàn trai bước tới? Dạ tùy hai cháu. Muốn sao cũng được hết trơn hả? Già vợ dễ quá ta. Tại vì cháu là gái thứ hai mà đã chưa có gia đình, còn hai em đã có rồi. Còn mẹ thấy sao? Cho mẹ nói một câu đi. Cũng được đó, để cho hai đứa cháu nó chọn đi. Thấy rể tương lai này hợp không? Cũng hợp. Tóc tai có vấn đề gì không? Dạ không. Về làm rể là có thể giống ông ngoại vợ á. Ông ngoại vợ hối vậy á. về chơi với ngoại hợp rồi. Dạ. Rồi cảm ơn gia đình hai bên. Bây giờ mình mở rào. Nên đến với chương trình thì anh có món quà là đặc sản quê anh gửi tặng em.
Dạ, em cũng muốn quà nhỏ tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em. Ủa, Kiên Giang đặc sản gì vậy em? Đặc sản gì dạ, vậy? Nước mắm. Đi. Nước mắm. Dạ. Nước mắm Phú Quốc. Còn em tặng ảnh gì vậy? À, em tặng ảnh là cuốn sách nấu ăn. Em thì yêu thích nấu ăn á, cho nên là em muốn là sau này có cơ hội thì chúng ta cùng nấu và cùng thưởng thức, kết hợp với lại nước mắm của anh nữa, chắc kho cá ngon lắm á. Rồi, cảm ơn em. Hai em cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao ạ? Anh thấy em cũng dễ thương, nụ cười cũng khá là tươi. Rồi thời gian làm của em là như thế nào? Thời gian làm em thì em làm giờ hành chánh. Cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật? Không, thứ bảy thì được về sớm. À. Dạ. Nếu như mà chúng ta cho cơ hội thì anh sẽ hẹn hò như thế nào? Thì thực ra thì đường xá đi từ dưới anh lên trên Sài Gòn và Bình Dương thì cũng bây giờ cũng gọi thuận tiện, cho nên là anh nghĩ nó cũng không phải là trở ngại lắm. Thì, thường công việc của anh thì anh sẽ được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật, thì cho nên là một tháng thì có thể là từ 2 đến 3 lần vẫn được. Rồi bây giờ nếu mà tương lai á thì hai đứa đến với nhau thì quan điểm về kinh tế, tiền bạc ai giữ, con cái con trai hay là con gái, hãy trao đổi với nhau luôn đi. Anh nhường cho em trước á. Em thì con cái thì trai con gái gì cũng được. Nếu mà con gái thì càng tốt, thì em thích sửa soạn cho nó hơn. À, anh dễ mua đồ hơn. Anh cũng thích bé gái hơn. Ừ, bé gái mà hai đứa còn dễ thương hơn nữa. Hai dạ. Đứa giống con vậy. Em tiến đến cô gái, em nắm tay, em hát một bài nào đó. Đúng rồi. Ngọt ngào lấy tình cảm của cô gái. Đúng rồi, không? Vậy nào. Đi. Đi gồng quá vậy, đi thoải mái lên coi. Thôi đến với chương trình á thì anh cũng hát tặng em một đoạn. Hai nào, đứa hai đứng lên đề ba đi. Nắm tay đi là... Thôi anh xin phép ha. Nhìn thẳng vô mắt nhau hát. Sao tự dưng em quên lời mất tiêu rồi. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, tình đôi ta cũng sẽ không xa rời. Rồi đáp lại, đáp lại liền em. Em cũng xin hát tặng anh lại một bài. Mười ngón tay ôm tình đắm say, ngón chữ tim em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Thôi được anh. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là hai người này á là tự dưng mà nói chuyện về tay hết á. Ngộ lắm. Rồi, nãy giờ thì chúng ta đã nói chuyện ha. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa các bạn. Để tay mình nút bấm đi. Hãy cảm giác thật sự, xem trái tim mình nó có rung động với đối phương chưa. Nếu không rung động thì không cần bấm. Bấm nút là phải hẹn hò và trao duyên với nhau để tiến xa hơn đó. Nó quan trọng lắm nha các bạn. Nếu không bấm, chúng ta để cái nút bấm đó cho người khác. Đừng có bấm vì bất kỳ điều gì. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 và 3. Hết thời gian. Ủa, em có bấm không? Sao nó không ai? Sao nó không vô hả? Để bấm lại đó. Bấm mạnh đó. Đó. Trời ơi. Em làm anh giật mình luôn em. Thiệt gái. Thiệt tình vậy luôn á. Nắm tay vô đi. Nắm tay thật chặt vô. Đúng rồi. Chặt. Bây giờ thể hiện luôn đi nè. Một cái hôn má rất là ngọt ngào cái nè. Dạ, có gì con xin phép cô chú ạ. Anh xin phép em nha. Vô vô tấn công. Thơm không? Dạ thơm. Thôi chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hè, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hè dùng tốt cho cả nam và nữ. Cảm rồi về Kiên Giang. Chạy Vinh chơi đi. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Rồi, chúc mừng hạnh phúc nghe cơ. Dạ.